Nãy giờ em có kiểm tra email của em chưa? Rồi anh. Thấy gì không? Không thấy gì cả, thấy email cũ của em. Kỳ vậy ta. Anh đang chờ cái gì à? Không có. Có mèo, có cái tiếng mèo kìa. Đây. Con nào nó dám gửi hình? Đứng cùng anh gửi cho em. Con nào? Hả? Con này là con nào? Thế là nãy giờ là ngồi canh me chờ con này nó gửi hình đến để nó chọc tức tôi lên đúng không? Không em ơi, em tha cho anh nha. Tại vì anh lỡ dạy có một lần thôi. Tôi không bao giờ tôi tha được cho anh. Cái dạng trăng hoa mà lăng loạn như anh thế này thì tôi đi về nhà mẹ tôi. Ừ, em đi đi. Anh biết. Khoan, mấy lần trước tôi cũng giận tôi bỏ về nhà. Đùng bỏ về, mẹ bảo như thế là không tốt. Như thế thì không giữ được chồng, mà càng tạo cơ hội cho chồng đi. Cho nên là mẹ bảo phải 10 lần anh phạm lỗi thì tôi mới về nhà. Bây giờ chưa đủ 10 lần thôi thà. Ủa mẹ nói vậy hả? Đúng. Đâu có em ơi, em nói thiệt với em. Thiệt á, anh biết lỗi, anh cảm thấy rất ân hận. Bởi vì không chỉ một lần đâu. Cái đó anh nói giảm nói tránh á, chứ thiệt ra là mười mấy lần rồi đó. Mười mấy lần. Nhưng mà thôi, để giữ dâu hiền vợ thảo con ngoan thì tôi tha cho anh lần này. Ủa? Thôi tôi đi ngủ. Ê, em. Khúc này là sai tâm lý hoàn toàn luôn. Bình thường á, nếu mà có giận anh cãi lộn hay gì, cái chuyện mà chăng qua của anh á là em sẽ nổi điên lên, em đập đồ chán ghê rồi thì em tức giận lên em bỏ về nhà mẹ em. Bởi vì em phải đúng tâm lý của em làm đi. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành hơn, anh hiểu không? Tôi phải nghĩ đến đường dài. Nếu như bây giờ đang đêm hôm 12 giờ đêm tôi đi về nhà, tôi bấm chuông, bố mẹ tôi ra mở cửa, hàng xóm láng giềng người ta nhìn qua, người thấy con này bảo con này đã lấy chồng rồi, 12 giờ phải về nhà bố mẹ, là thế nào? Là chồng nó đối xử với nó tệ như thế nào nó mới phải về nhà, hoặc là nó tệ như thế nào chồng nó mới đuổi ra khỏi nhà. Xong cuối cùng thì sao? Bố mẹ tôi là người như thế nào mà dạy con gái đến mức bị chồng đuổi về nhà? Thế là cuối cùng tất cả mọi người đều bị liên lụy, anh hiểu không? Tôi phải nghĩ đến cho mọi người, tôi phải nghĩ đến cái thể diện của gia đình này. Tôi đi ngủ. Ủa, em không phải đâu. Lúc này là em phải về nhà, em về nhà đi. Đây, về em nhà. Không về nhà, ok anh lạ gì? Thì về đi, okay, về nhà. Sao em tha cho anh mà anh lại mất em phải. Không phải, cái chuyện này là cái chuyện nó ảnh hưởng tới danh dự của em mà. Em phải tức giận em bỏ về nhà chứ. Không, em cho phép em được chấp nhận là em mất mặt trước anh hôm nay. Em đi ngủ. Trời đất ơi, có hiểu quá, sai tâm lý rồi. Anh lạ thế gì? Sao mình tha thứ tới chồng mình mà chồng mình lại không muốn là thế nào? Thế là thế quái gì nhỉ? Ê, sao tự nhiên lại nhảy một phát vào giường ngủ vợ chồng tôi thế? Em nghe bên phòng chị có tiếng ồn. Chính xác. Qua đây em coi chị có bị gì không? Em bảo vệ chị. Có chuyện gì hả chị? Có gì không? Một chuyện động trời. Trời ơi, động trời hả? Ra đây xem. Gì vậy chị? Đây. Chồng chị chụp với cái con nào mà nó xa. Con này không phải con người, con này là con quỷ. Mà nó không biết là nó xấu, nó vẫn tưởng nó đẹp. Sau này lại còn nay tờ, nó còn thế này nữa chứ. Em ơi, nhìn có lộ ốc lên không? Ôi, nó xấu, nhìn nó thô bỉ, nó thô tục. Trời ơi, nhìn nó như một thằng đàn ông. Trời, chồng chị. Chị đừng nói là bữa nay chồng chị cặp với con này nha. Chị nói thì nó gửi hình qua nó khoe đấy. Ôi trời ơi, thôi chết rồi. Chị, không lẽ là bây giờ chồng chị có bệnh? Chồng chị bị cái con mắt chồng chị bị sao rồi? Có lẽ là bây giờ là giống như là đổi gu rồi. Không có thích những cái dáng vẻ mà mảnh mai liễu yếu đầu to này nữa. Bây giờ chuyển sang thích mấy con mà nó xấu lạ. Cơ bắp, mà nó thô, mà nó xù xì như một thằng đàn ông vậy đó. Chết, bây giờ là chết đàn rồi. Đàn ông cái khẩu vị và thẩm mỹ nó thay đổi lạ lùng nhỉ. Chị ơi, bây giờ cơm ăn hàng ngày còn ngán. Nói chi là vợ. Lâu lâu ta phải đổi vị đúng không? Đúng rồi, lâu là phải tự đi ra cho cháy cơm lên để ăn. Đó. Bây giờ là chết rồi, bây giờ là ảnh chuyển sang ảnh thích cơ bắp rồi. Thế bây giờ phải làm sao để giữ chồng? Giờ chị phải làm sao đi? Bây giờ một là chị phải nhường chồng chị cho mấy cái con thô lỗ đó. Ôi điên à. Thế thứ hai là chị phải tự thay đổi chị thôi. Bằng cách nào?
thì chị bây giờ chị đi tập tạ đi. Tập tạ, tập đồ lên, hít đất đồ vô, ghim vô, đồ hơn nó luôn. Ôi cái này khó quá, tôi nhìn... Trời, mất chồng thôi. Bây giờ chồng chị chuyển sang thích style lạ rồi. Chết rồi. Ôi, con rất nhìn. Em nhìn con đây là con quỷ. Con đây là con quỷ chết rồi. Trời ơi, mà em nói thiệt nha. Chồng chị vì cái con đó mà bỏ chị, tức là chị còn xấu hơn con quỷ đó nữa. Có điện thoại, có điện thoại kìa. Để hai vòng ở đây luôn như này nhỉ. Số lạ hả? Alo anh là ai? Cái gì nghĩ sao mà kêu là anh trời? Không thấy nói giọng phụ nữ hả? Tôi là người yêu của anh Tú nè, cô hãy đi ra khỏi nhà đi, hãy buông tha cho anh Tú đi. Sao trên đời này lại có người mà cả cái cơ thể, cái thân hình và đến cả cái giọng nói cũng là đàn ông thế nhỉ? Tôi chính là cái người mà cái người phụ nữ mà có thân hình đàn ông ở trong cái hình đó. Ai vậy chị? Cái con quỷ đấy đấy, nó gọi đến đấy. Con quỷ cái đó hả? Con quỷ đàn ông đấy. Gàn quá, mở ra lửa làm nhèm sợ đấy trời. Alo, vẫn đang tiếp tục nghe đây. Hãy buông tha cho ảnh đi, hãy buông tha đi. Ủa, anh Hải? Anh hả? Anh giỡn gì kỳ vậy? Hải nào, tôi không phải là chồng của cô. Cô hãy đi ra khỏi nhà đi, hãy buông tha cho ảnh đi. Cái giọng rõ ràng mà. Kỳ vậy? Này, thế đàn ấy ơi, thế ngoài cái thân hình và cái giọng nói của đàn ấy giống đàn ông, thế đàn ấy còn cái quái gì khác giống đàn ông nữa không? Ngoài cái giọng như cái mặt ra thì tất cả tôi đều là phụ nữ. Hãy buông tha ảnh đi, bực bội quá ha. Con quỷ cái này bây giờ mình mà không xử nó không coi chị ra cái gì hết. Thôi bây giờ phải xử nó. Bây giờ chị phải làm một cái hành động gì đó đi. Thôi bây giờ chị đi về nhà mẹ chị. Về nhà mẹ hả? Chị đi về nhà mẹ chị, chị lấy hành lý, chị đi về nhà mẹ chị. Ra biểu. Cô là ai? Hả? Cô là ai mà rình mò hồi nãy giờ tôi để ý cô ha, theo dõi cô ha. Cô là ai? Hả? Cô là ai? Hả? Cô là ai? Khai báo liền. Tính năng trộm hay gì? Hả? Nhìn vô quán người ta, hả? Tại sao? Hả? À, cháu cái gì? Cháu cái gì? Hả? Ăn trộm phải không? Hả? Đi lên vườn với tôi. Lên vườn với tôi. Con ăn. Con cái gì mà con đi lên vườn. Con không ăn trộm. Con là đang tìm kiếm người quen. Đang tìm gì? Sao kỳ ta? Đang tìm kiếm người quen. Tại sao đeo khẩu trang? Tại vì con thích đeo khẩu trang. Chả lẽ đeo khẩu trang là có tội? Đúng, đeo khẩu trang là không có tội. Tại vì ô nhiễm môi trường quá cho nên có quyền đeo khẩu trang. Đúng. Nhưng mà trong cái tình hình này, đeo khẩu trang mà nhìn lấp ló nhìn vô nhà người ta là mờ ám. Bây giờ khai không? Không khai hả? Không khai, lôi lên vườn. Con trời ơi, khổ quá cơ. Bây giờ làm sao? Khổ cái gì mà khổ? Hay quá. Trận đầu bên kia. Không. Bình tĩnh. Chú bình tĩnh. Người quen. Ai mà quen? Hả? Ai mà quen? Chị Nhã. Nhã nào? Hả? Ngậm đi chứ đừng. Con đây. Muốn con đây. Chính là con. Chị Nhã đó chú. Đây, con đây. Ây da. Đau quá. Con Nhã. Dạ đúng rồi. Về rồi hả con? Về rồi xong đi vô đi. Tự nhiên mày đứng lấp ló ngoài này làm cho tao hiểu lầm. Con đã về thì con phải đợi anh ấy ra, anh ấy cầu xin anh ấy rước con về chứ. Trời ơi. Tự nhiên mình đi về nó mất giá không? Trời đất ơi. Đáng lẽ bà quay về bà năn nỉ người ta thì có. Sao con lại phải năn nỉ người ta? Anh ấy có lỗi. Con đi thì anh ấy phải sang rước con về chứ. Con đi hoài à. Hãy con giận cái con về nhà mẹ con. Con giận về nhà mẹ con. Rồi con kêu người ta qua năn nỉ hoài nó cũng đâm nhàm chứ đúng không? Thôi nghe lời chú đi, vô trọng mình năn nỉ chồng đi. Đúng rồi đó chị ơi, bây giờ chị dẹp cái tự ái qua một bên đi. Trời ơi tội nghiệp anh Tú lắm. Chứ bữa giờ là cái con mắt của anh hả, y như mắt cú vợ luôn á. Vì sao? Anh nhớ chị, anh không ngủ được, anh thức thâu đêm suốt sáng. Thế á? Tội nghiệp ôi, lắm luôn á. Thương thế á? Anh suốt hồi đầu 8kg rồi đó. Ôi vì thương nhớ con đấy. Anh ấy rút ký, anh ấy bị đen mắt đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chết chết, thương thế. Vậy chị vô đi, chị vô với ảnh đi. Mày đi, thiệt á. Mày nói cái gì mày phải nói đúng sự thật, tao ngứa miệng ghê nơi vậy đó.
Nó làm gì mà nó nhớ con này mà thức thâu đêm suốt sáng, thức thâu đêm suốt sáng là để coi đá banh. Cái gì? Cá độ, đá banh, hiểu không? Nó nhiều khi nó không coi ở nhà, đi ra ngoài quán cà phê thì nó coi, hoặc tới nhà bạn nó coi 2-3 ngày nó mới về, mắt nó như là hai cái giếng rồi đó, thụt ra phía sau rồi nè. Có nghĩa hiểu là chưa? Không phải là vì anh ấy mệt mỏi và đau đớn vì con, mà đơn giản là vì thức đêm coi đá banh. Nó thức đêm nó coi đá banh, còn đau đớn là tại vì nó thua cá độ. Cái hai chú. Trời gì? Ôi. Mày nói gì mày, tao ghét mà nói mà không đúng sự thật lắm, phải nói đúng sự thật để cho nó biết. Nói chung là theo ý của chú là anh ấy đưa con đi về nhà mẹ để anh ấy tự do xem hết cái mùa bóng đá này, đúng không? Đúng. Mùa bóng đá này kéo dài trong bao nhiêu ngày? 30 ngày. 30 ngày là anh ấy muốn là con về nhà mẹ con ở 30 ngày để anh ấy tự do 30 ngày. Em chịu khó quay mặt qua chụp mới được em. Trời kì, tưởng quỷ trong điện thoại á. Liệm gì anh bắt tôi dễ con gái rồi chi cho nó khó khăn vậy ta? Thôi mày làm ơn mày ngồi xuống đi, mày ngồi xuống mày nói chuyện đi. Chứ mày đứng hồi chắc tao ói á. Tự nhiên bắt tôi dễ gái gì, đỡ làm cái gì? Phải bất khả kháng thôi. Chứ thiệt ra giờ vợ tao mới gọi điện nói là hả, ráng ở nhà đi, bả đang trên đường về. Mà còn mấy trận nữa, ráng giờ chụp làm sao á cho bà thấy được cái hình, thấy tao tưởng tượng là tao đi với gái không, bà ghen bà bỏ đi tiếp mới coi được đá banh, hiểu không? Ráng giúp nha, miễn sao là nó không quay về là được, không quay về là được, nhớ không? Miễn chiêu mà không quay về là được chứ gì. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Cáp cứu ơi, trời đất ơi, chết rồi. Tú ơi, Tú ơi, Tú ơi. Tú ơi, coi vợ mày nè, vợ mày nó bị gì nó xỉu. Trời ơi, con ghê quá. Vợ này đó, đó. Nó trời ơi, nó xỉu ở ngoài trước á. Trời đất ơi là trời, không coi vợ mày. Đó, bây giờ nó lật lìa lật lại nè. Đó, thấy chưa? Đó, bây giờ ai gật qua là nó gật qua, mà gật lại là nó gật lại nè. Đó, bung lên là nó bung lên nè. Đó, thấy chưa? Sao mày đứng đó vậy? Ở đây đứng đấy được rồi. Đứng đấy gì? Mày che gì vậy? Hả? Ồ, trời đất ơi, trời đất ơi. Tú ơi, mày quá đáng lắm rồi nghe Tú ơi. Trời ơi, vợ mày không có ở nhà, cái là mày dẫn gái vô nhà phải không? Trời ơi, đội màn hả cô? Cô đội màn hả cô? Hả trời ơi, tóc dài hơn vợ nó. Ha? Cô xây cái mặt cô qua đây coi. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi. Tao chưa từng thấy một cái cô gái nào mà nó xấu banh nhà như vậy. Mày hốt vô đây mày làm gì vậy? Hả? Có, tốt lắm, cô tốt lắm, cô tốt. Hả? Con gái con đứa vậy mà vô phòng riêng của người ta là sao? Hả? Chú dạ. Hả? Tự nhiên phòng của con chú nhào vô làm kệ người ta đi, người ta dễ thương mà. Trời, mày đổi gu hả? Giờ sao mà mày lựa người vậy mà? Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Con quỷ đấy, chú ơi, giờ đừng nói nhiều, giết nó chết đi chú. Không vô đây đẻ trứng, giết nó chết. Nè anh Tú, em không ngờ nha, anh bị nó tẩy não quá. Cho nó chết được. Quên. Để anh bảo vệ cho em, chết rồi. Rồi đó, anh bảo vệ cho em nữa kìa. Anh bảo vệ cho em. Cái con, tôi hết chịu nổi rồi nhá. Bây giờ mười rõ cái bản mặt và cái bản chất mà lăng loạn của anh nhá. Cái con kia, ra đây cho tao nhìn mặt. Đi ra đây, đi ra. Thởm, không rồi. Qua lôi nó ra con. Con giết con chết. Mày vô nhà. Xử lý nó đi. Hả? Mày giật chồng người ta hay sao? Mày xấu mày dám đi giật chồng. Trời ơi. Con ơi nó rụng đầu. Trời ơi nó ung thư quá trời. Trời ơi trời. Mày trời ơi, lông mi giả. Lông mi. Nó giật. Chú.